Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình lại có món hàng để giới thiệu cho mọi người đây. Và món mà mình giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay đó là món đồ mà mình mới mua. Tên tên. À, nó đang bọc trong bọc kính thì chắc mọi người không nhìn rõ. Tăng 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 tăng. Đây là bộ sản phẩm dưỡng da của Huxley. Trong thời gian vừa rồi thì mình cũng nghe khá là nhiều những lời khen ngợi về cái bộ sản phẩm này ở trên mạng. Nên là mình đã, sau khi mà các sản phẩm dưỡng da của mình hết thì mình đã quyết định mua bộ này về để thử xem như thế nào. Huxley thì có 3 loại sản phẩm dành cho 3 loại da. Thì da của mình khá là dầu và mình cũng hay đổ nhiều mồ hôi nữa, nên là mình đã lựa chọn bộ Huxley này. Đây là bộ Huxley dành cho da dầu và dành cho dùng cho mùa hè. Hiện tại thì là Thanh đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và khí hậu ở trong này thì là khí hậu nhiệt đới nóng, nên là có thể sử dụng cái sản phẩm này quanh năm luôn. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về sản phẩm này nhé. Bề ngoài bộ set này hình vuông, được làm bằng giấy bìa cứng rất chắc chắn. Hộp có màu xanh nhạt, nhã nhặn và có thể nhìn thấy chữ Huxley in nổi trên nền hộp rất rõ ràng. Bây giờ chúng mình cùng mở hộp ra nhé. Set này gồm có 3 sản phẩm và đều là 3 sản phẩm dưỡng da không thể thiếu cho làn da đẹp hoàn hảo. Đầu tiên phải kể đến toner Huxley, toner Extract It. Với 90% thành phần có nguồn gốc từ tự nhiên, chiết xuất từ cây xương rồng, giúp cân bằng độ pH của da và cho làn da của bạn trở nên tươi sáng. Thay vì nước tinh khiết, nó được tạo thành với hơn 90% thành phần tự nhiên có nguồn gốc chiết xuất từ cây xương rồng, tính axit nhẹ nhàng, không gây kích ứng, hiệu quả chống lão hóa do vitamin E. Tocopherol cao hơn 400 lần so với dầu ô liu. Tiếp theo là Grape Water, một loại serum của hãng Huxley phù hợp với da dầu, da hỗn hợp, cấp nước giữ ẩm cho da. Thoa sau toner, thấm vào da chỉ sau 5 giây, không bóng nhờn, không dính, dùng được cả ngày và đêm. Da sẽ được cấp nước an toàn và hiệu quả nhất, chống lại các tác nhân môi trường ô nhiễm gây hại cho da. Tiếp theo là, và cũng là cuối cùng, là Cream Fresh and More Huxley Cream. Fresh and More là kem dưỡng ẩm dạng gel mịn, mang đến làn da mềm mại, ẩm mượt suốt cả ngày, dù ở trong môi trường khô, bằng cách bao phủ da bằng một lớp màng bảo vệ. Huxley Cream Fresh and More không đặc như kem, nhưng cũng không lỏng như lotion. Có mùi thơm đặc trưng rất dễ chịu, với chức năng giữ ẩm, phục hồi, chống lão hóa da. Bằng phát minh mới, dòng sản phẩm không chỉ giúp giữ ẩm cả ngày cho da mà còn xử lý tận gốc các nguyên nhân làm da bị khô, bảo vệ da khỏi ảnh hưởng của máy điều hòa, tia tử ngoại và ánh nắng mặt trời. Huxley Cream Fresh and More thẩm thấu rất nhanh, không gây nhờn rít, không làm bí da, cảm giác trong nhẹ, khô thoáng vô cùng, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da khô, da cần cấp nước và da dầu. Để review sản phẩm rồi. Hôm nay lên hình sẽ hơi xấu vì đây là mặt mộc của mình. Mình sẽ mở hộp Huxley này nha. Cái hộp Huxley này mình mua vào dịp tháng 7, tháng cô hồn, nên là mua từ, cố gắng mua trước khi vào tháng để có thể nhận được, vì lúc đấy là biết là chuẩn bị hết đồ rồi, nhưng mà thế nào cuối cùng lại khi vận chuyển lại vận chuyển đúng vào tháng. Và các bạn biết không, bộ này mình phải mất gần 3 tuần mới có thể nhận được. Nên là rất kỳ vọng là chờ đợi nó lâu như thế, và bây giờ khi chúng ta đến được với nhau rồi thì nó thật sự sẽ giúp cho da mình tốt lên.
Mình đã mở hộp Huxley này rồi. Thì hộp Huxley là màu xanh, bộ màu xanh dành cho da dầu và dùng cho mùa hè. Trong hộp này thì có 3 sản phẩm. Đó là một nước hoa hồng, một nước hoa hồng Huxley. Ôi, tôi chưa biết dùng. Các bạn có nhìn rõ không? Hiểu vì sao mà các bạn beauty blogger hay phải dùng tay che, thì không hiểu sao nên chiếu cái đèn. À, hôm nay là mình đã sử dụng cái đèn mới mà cái video hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn, là mình mới mua được cái đèn livestream. Đây là sản phẩm thứ hai. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái sản phẩm này, chưa, sao mắt mình nhìn dưới này. Cái sản phẩm này là tinh dầu, tinh gì ta, tinh chất dưỡng ẩm của cái sản phẩm này. Và một cái sản phẩm nữa gì nhỉ, cái này là dưỡng da, sữa dưỡng da, kem dưỡng da. Thì trong một bộ này sẽ có 3 sản phẩm, một là hoa nước hoa hồng, một tinh chất dưỡng ẩm và một kem dưỡng da. Mặt mình thì đã được rửa sạch rồi nên là bây giờ mình sẽ thử nghiệm nhé. Sau khi rửa mặt thì bước đầu tiên sẽ là dùng nước hoa hồng. Chết rồi, mình quên mất. Đây thực sự là vẫn còn niêm phong nhé, mình mới bóc ra đây. Thường thì mình thấy các bạn beauty blogger hay đổ nước hoa hồng này vào cái bông tẩy trang, nhưng mà mình quen quen tay mình vào cho nó tay này. Nhưng mà hôm nay vì quay video nên mình sẽ cho ra nước, cho ra bông tẩy trang cho chuyên nghiệp. Đây là bông tẩy trang và đây là nước hoa hồng. Ở trên chai Huxley này thì nó có một cái núm, mình sẽ bóc nó ra nhé. Đấy là nắp đậy lớp thứ hai của Huxley. Nước hoa hồng của Huxley có mùi khá là nhẹ và rất là dễ chịu. Cảm giác à, đúng rồi, Huxley này là làm từ xương rồng nên cảm giác nó rất là mộc, rất là vị, không biết nói sao, nhưng mà cảm giác như vị của hoa quả, vị của cây mà nó mát mát ấy. Mình sẽ nước hoa hồng này nhỏ ít lắm các bạn ạ. Hay là vì mình không quen cho ra bông để trang lên và cảm giác nó ít. Bình thường á, mình dùng nước hoa hồng là mình sẽ cho ra tay, xong rồi mình xoa xoa ở tay, xong rồi là mình sẽ cho lên mặt. Còn mình bông để trang mình cũng chưa dùng bao giờ nên cứ chấm như thế này, xong là nó sẽ được vào này. Như ở trên thì mình cũng đã nói qua về các thành phần cũng như công dụng của Huxley này rồi á. Thì bạn nào mà có làn da giống như mình, thiên dầu, thì có thể dùng thử. Mình là da hỗn hợp thiên dầu. Vlog hay nha, vỗ vỗ mình cũng vỗ vỗ. Cái bộ Huxley này mình mua là nhờ sự gợi ý của một chị beauty blogger tên là Trinh Mel. Mình xem các video của chị ý cũng khá là nhiều, và sau khi xem cái review về sản phẩm Huxley này mình đã quyết định là sẽ mua nó.
xong. Lớp thứ nhất là nước hoa hồng. Mình vẫn không biết là cái mùi này mình không biết là miêu tả nó là cái giống mùi gì, nhưng nói chung là nó rất thơm và cảm giác thơm, nó thơm mát. Cái tinh chất dưỡng này nó cũng có một lớp niêm phong ở đây đó. Lúc nãy mình lại quên mất, mình lại lỡ bóc ra mất rồi. Cả bộ này hình như mùi giống nhau hay sao các bạn ạ? Cái này nó cũng thơm và mát cực, thơm kiểu thơm mát ấy, kiểu rất là fresh luôn ấy. Mình sẽ thử cho ra tay nhé. Để cho một ít ra tay nhé. Ui, cái này nó mỏng. Mình cho một ít ra tay nhưng mà nó có thể đi hết được cả cái bàn tay này của mình. Và cảm giác nó thấm rất là nhanh. Thấm rất là nhanh. Không biết bao nhiêu thì đủ với cái bản mặt to đùng này của mình. Thôi lần đầu tiên cho chấm nhiều một tí, biết đâu lại không đủ. Wow, bôi lên mặt cảm giác rất là mát mà thấm lại nhanh. Mình lại không có cảm giác bị nhờn dít bình thường á. Mình dùng những cái tinh chất khác mình cảm giác nó hay bị nhờn ấy, kiểu nó không thẩm thấu được, xong rồi cứ có cảm giác nó không thoáng ra ấy, nó hơi bí ra ấy. Nhưng mà cái này nó thấm rất nhanh luôn, cực kỳ là nhanh luôn. Mình thích cái kiểu sản phẩm này rồi đó. Thế là đã xong bước thứ hai. Trời ơi, mình chỉ chấm có một tí thôi mà nó ra hết được cả mặt của mình. Và cảm giác mình phải cỗ một lúc sau thì nó mới ngấm được hết. Chứng tỏ là cái lọ này sẽ dùng được rất là lâu luôn. Và đây là sản phẩm thứ ba. Kem vẫn còn niêm phong nhé. Đây là kem dưỡng da. Mình sẽ bóc cái phần niêm phong này ra. Kem của trong này nó là màu trắng các bạn. Sao mình che ra. Kem màu trắng trong nhưng mà lại rất mịn, cảm giác như đúng là kem sữa ấy. Mùi cũng giống hệt luôn. Mùi thơm kiểu hoa quả. Giống quả gì nhỉ? Quả gì? Không nhớ nữa. Nhưng nói chung là nó rất thơm. Và mùi này mình, tức là mua lên mặt sau nó có cái mùi này mình cảm thấy dễ chịu ấy. Và bây giờ chuẩn bị đi ngủ rồi mà còn vương cái mùi này trên mặt thì tôi rất thích. Mình thử tiếp tục về cái kem dưỡng này nhé. Thôi mình cho luôn lên mặt nhé, đỡ phải xoa ra tay. Cho lên mặt một ít này thôi xem có hết không. Wow, mặc dù mới chỉ chấm có 3 chấm, 4 chấm thôi nhưng mà nó cũng có thể đi hết được cả mặt của mình ấy các bạn. Cái này thẩm thấu cũng nhanh nữa, mình mới phút có một tí thôi mà cảm giác nó không còn có một tí gọi là kem thừa ở trên mặt mình nữa. Mà nó cũng đều trải đều được cả mặt mình ấy. Xong rồi. Mình đã dùng xong bộ sản phẩm này. Về kết quả như thế nào thì mình sẽ trả lời trong vòng vài ngày tiếp theo nhé. Bởi vì đây mới chỉ là lần đầu tiên mình sử dụng cái sản phẩm này thôi. Nhưng mà về cái cảm nhận đầu tiên thì mình thấy rất là thích cái mùi của sản phẩm này, cũng như là cái độ thẩm thấu nhanh của cái sản phẩm này. Và nó cả không bị để lại cho mình cái cảm giác là bị nhồi dít này,
nhờn, bị nhờn và bị bí mật ý, bị bí mật. Thường từ trước đến nay thật mình chưa bao giờ sử dụng kem dưỡng da luôn, bởi vì cứ mỗi lần bôi kem gì lên là mình cảm giác mặt mình nó cứ bắn nóng bừng lên, là không thể các lỗ chân lông bị bít hết và không thể nào mà thở được ý. Nhưng mà cái sản phẩm này lần đầu tiên mình cảm thấy da mình như chưa bôi gì, trời ơi thích dã man. Chỉ mong là kết quả của nó thì cũng giống y hệt như cái tác dụng của nó đã nói ra. Vậy là mình đã review ban đầu xong về cái sản phẩm Huxley này rồi. Nếu như bạn nào có dạng da giống như mình thì có thể mua về thử nhé. Tuy nhiên thì giá thành của cái sản phẩm này cũng khá là mắc, nên mọi người cũng có thể suy nghĩ. Nhưng mà mình nghĩ là cái sản phẩm này như các beauty blogger nói thì đắt sắt ra miếng, nên mình nghĩ là nếu như ai đã quyết định muốn đầu tư cho da dẻ của mình thì có thể mua bộ này được nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem vlog lần này của mình. Nếu như có bất kỳ thắc mắc về sản phẩm thì có thể comment xuống dưới video này để mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Và ngoài ra thì đừng quên like, share và subscribe cái video này cho mình nha. Cảm ơn mọi người và mong là mọi người sẽ quay lại với channel của Thanh và ủng hộ tiếp các video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.